Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị cùng toàn thể các anh chị em. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi tiếp tục lên sóng cho anh chị em một cái mẫu xe mới về. Hôm nay gửi tới các bác một mẫu sedan phân khúc hạng A phục vụ gia đình cho nhu cầu đi lại, đi chơi Tết. Thì toàn chúng ta có thể đi du lịch, cà phê, cà pháo đều được trên chiếc xe này. Với mức giá mềm tầm hơn 200 triệu là chúng ta có thể là có xe Vivu cùng gia đình đi du xuân, đi du lịch rồi. Và em giới thiệu với anh chị em luôn, đây chính là một chiếc Hyundai i10 đời 2016, số sàn bản đủ với dung tích động cơ là 1.2 sedan 2 đầu. Hiện tại chiếc xe này em đang chào bán cho quý khách hàng với mức giá là 275 triệu. Tuy nhiên thì giá thành vẫn còn có thể thương lượng thêm cho chúng ta. Nếu mà thực sự anh chị em là thiện chí, alo trực tiếp cho bên em qua số hotline 0855 966 966, hoặc mọi người có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Lam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận và đánh giá về chất lượng của chiếc xe này mang lại cho chúng ta. Về xe thì máy móc của em nó, máy số vẫn còn nguyên zin nguyên bản luôn nhá. Máy số vẫn còn nguyên zin, sơn xi thì các bác có thể nhìn thấy đây, em đang quay về phần ngoại thất bên ngoài, sơn xi nó còn rất là đẹp. Nếu mà kết xe thì alo luôn, đấy chưa. Còn bây giờ thì em sẽ bắt đầu đi vào review chi tiết. Đầu tiên là xe trang bị cụm đèn halogen, xi nhan trên gương, tay nắm cửa ốp mạ chrome, tích hợp chìa khóa mở cửa thông minh với 4 naran đúc đa chấu vô cùng cứng cáp. Ở cái tầm tiền hơn 200 thì đây là một cái lựa chọn trong cái tầm kinh tế của chúng ta, lựa chọn tối ưu rồi. Thứ nhất là chúng ta sẽ được sở hữu một chiếc xe đời cao. Thứ hai là cái dòng này nó cũng là một cái dòng xe rất là thông dụng ở trên cái thị trường Việt Nam trong tầm phân khúc hạng A. Đồ đạc thì dễ dàng thay thế thôi, đồ đạc rất là dễ thay, ở đâu cũng có. Mà giá cả thì phải chăng phù hợp với túi tiền của nhiều hộ gia đình. Nên là rất là nhiều anh chị em đã lựa chọn cái dòng phân khúc hạng A thì người ta thường là chọn i10 là nhiều, đa số là i10 là nhiều. Đằng sau thì trang bị camera lùi và 4 cảm biến lùi phía sau để cảnh báo va chạm sớm cũng như là tránh những cái va chạm rủi ro đang có xảy ra. Và với mức tiêu thụ của em này thì nó rất là tiết kiệm với dung tích động cơ 1.2, 4 máy chạy cũng vô cùng là, so với một mẫu sedan phân khúc hạng A thì nó chạy như vậy là cũng khỏe hơn rồi, khỏe hơn so với một chiếc xe 3 máy dung tích động cơ 1.0. Đã. Máy số thì zin, chạy thoải mái luôn. Với máy số zin thì các bác cứ chạy thoải mái dòng xe này. Đấy là phần ngoại thất bên ngoài. Còn bây giờ em sẽ đi vào bên trong nội thất của xe cho chúng ta xem này. Ở trên chiếc xe này thì chúng ta đã được lên đầy đủ những cái bộ nội thất rồi, như là ghế da này. Ghế da thì may là ghế múi để cho chúng ta đi đường dài nó sẽ êm ái hơn. Đã. Ghế da thì thiết kế là ghế múi để cho chúng ta đi đường dài nó êm ái hơn rất là nhiều, êm ái hơn rất là nhiều. Và trần thì cũng được lên đầy đủ trần 3D rồi, lên đầy đủ hết trần 3D. Chiếc này thì chúng ta chỉ về thêm một cái màn hình giải trí nữa thôi. Cam lùi thì đã được tích hợp trên gương chiếu hậu rồi, thêm đúng một cái màn Android cỡ lớn, nó rơi vào tầm khoảng 2 triệu, 2 triệu rưỡi, là chúng ta đã có một cái màn gọi là bình thường, không quá xịn nhưng mà cũng không phải là cái màn, nó gọi là màn không phải là quá đẻo mà cũng không phải là quá xịn, nó ở mức bình thường, chúng ta nghe nhạc giải trí thoải mái. Đấy, chỉ thêm đúng một cái màn giải trí nữa thôi là chúng ta sẽ đầy đủ công nghệ trên chiếc xe này rồi. Về mặt nội thất bên trong thì đấy, em đã quay cho chúng ta là ghế da rồi, trần 3D đã được lên hết nhá. Công nghệ thì gương kính chỉnh điện cụp điện có hết. Nhìn chưa? Gương kính chỉnh điện cụp điện là được trang bị đầy đủ hết trên xe này. Đấy, táp ly táp lô thì em nó được trang bị với hai tông màu. Vô lăng thì được tích hợp bàn phím. Nhá. Vô lăng tích hợp bàn phím đầy đủ. Đây củ số đây. Đây, chúng ta chiêm ngưỡng cái củ số của em này. Cái viên chrome nó còn bóng loáng nha. Đầu đài giải trí thì nguyên bản theo xe. Em này trang bị ổ đĩa CD với 6 số. Trang bị ổ đĩa CD 6 số và đè ấn nổ thông minh start-top đã được trang bị đầy đủ trên xe rồi. Và với một chiếc xe gia đình phục vụ nhu cầu đi lại thì công nghệ như vậy thì cũng đã đủ để cho chúng ta sở hữu rồi. Đấy. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi về mặt chất lượng của xe. Thì ở đây chúng ta nhìn này, những cái răng cửa thứ này. Đấy, răng cửa đây. Đẹp nhá. Răng cửa đẹp luôn. Và ở đời 2016 thì i10 nó vẫn là một cái dòng xe nhập khẩu nhá. 2016 thì i10 nó vẫn là cái dòng xe nhập khẩu của các bác nhìn này. Đấy, những con bu lông bản lề đây ở trên cột. Thì cột kiếp của nó là vẫn còn nguyên zin nhá. Cột kiếp của nó là vẫn còn nguyên zin nguyên bản. Ok chưa? Đấy. Đấy là về phần cánh đằng trước này, đây chỉ trước đây. Cùng nhìn về cái phần chỉ của em nó. Nha.
nha. Rồi chỉ rồi cột này, xuống cánh đằng sau luôn này. Lốp lát thì em này mới thay thôi, mới thay được còn rất là dày. Đấy, cánh đằng sau thì nó vẫn còn nguyên cái phần cao su, nó gắn ở trên cái mặt chỉ này, nguyên cái cao su gắn trên cái mặt chỉ đây nhá. Còn cái bản lề thì em quay rồi, xuống đây thì em quay cho chúng ta thêm một cái rằng cửa. Đấy, nhìn từ đằng sau thì chúng ta sẽ thêm một cái rằng cửa nữa nhá. À, lốp thì đây, lốp mới thay thôi, có nhìn những cái ta lông này, tổng lốp nó vẫn còn rất là dày nhá. Đây, rãnh cái múi rồi cái phần ta lông của lốp nó vẫn còn đây nhá, ta lông của lốp nó vẫn còn. Rồi đi vào đằng sau, với những cái dòng xe gia đình này công nghệ nó không quá là nhiều thì chúng ta sẽ đi luôn về cái mặt chất lượng của xe, thì chúng ta sẽ bao quát hơn, nhanh hơn, nói chung là quay thì nó sẽ nhanh hơn. Đấy nhá, chỉ trước đây rồi form dáng này. Đấy, chúng ta nhìn form dáng này, bên lái này, rồi bên phụ này, chúng ta nhìn này, bên lái bên phụ đây nhá, được gọi là đẹp căng đẹp nét. Xuống phần sát siêu ngầm bên dưới một chút thì ở đây chúng ta khung gầm của nó vẫn còn rất là sáng, nó không có hiện tượng han gì, mối mọt hay là cái vết hàn cắt ghép nối nhá. Đấy, và đi sang phần thân bên phụ này, ở phân khúc hàng A thì i10 nó đảm bảo chúng ta về thứ nhất là cái phần giá cả, nói chung là giá cả thì phù hợp với túi tiền của nhiều người. Thứ hai là form dáng của i10 thì nó sẽ đẹp hơn so với những cái dòng khác như là Kia Morning. Kia Morning thì nhìn nó nhỏ hơn một chút, người ta gọi là nhìn con Morning với như cái nắm cơm ấy. Đấy, đây chỉ cánh đây, yeah. Chỉ cánh đấy, càng đét luôn nhá, còn nguyên cái cao su đây này, mở cái cao su ra chúng ta sẽ nhìn thấy cái chỉ bên trong này, đấy, cao su vẫn còn dính luôn ở trên cái cánh này. Còn so với một chiếc Toyota ở tầm phân khúc hạng A thì nó bao gồm mình như là nó là Yaris ấy, Toyota Yaris các kiểu. Thì Yaris mua thì nó sẽ đắt hơn nhá. Với dòng Toyota thì những cái dòng xe đó thì nó nhiều tiền hơn, nhiều tiền hơn, nên là i10 không thể cạnh tranh được ở trong cái tầm phân khúc hạng A với cả i10. Các bác ra ngoài đường thì thấy i10 nó chạy đầy. Nếu tầm phân khúc hạng A, i10 chạy như lợn con ở ngoài đường, nhưng mà những cái dạng như Toyota Yaris thì nó còn rất là ít nha. Đây chỉ chiếc này. Đấy, còn nguyên cao su. Vào đây thì vào bên trong một kho động cơ này. Ở đây thì các bác nhìn cái khoang động cơ nhá, máy cái phần keo của nó này, keo thớt máy của nó còn nguyên zin nhá, cái keo thớt máy này. Ở đây nó hơi vào trong cái kẽ này, hơi tối một chút thì chúng ta nhìn rất là khó. Ở đây thì khi mà chúng ta đến cửa hàng thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn, cái keo của nó vẫn còn nguyên zin và ốc chân máy các thứ đây nhá, ốc chân máy của nó là chưa có cái hiện tượng mở ốc gì cả. Chưa? Hộp số thì âm này cũng nguyên zin nguyên bản luôn này. Đấy, các bác nhìn hộp số ở bên này này, cái keo hộp số kìa, keo hộp số kia nhá, nguyên bản luôn, phần keo hộp số là nó còn nguyên bản. Ở ốc cabo thì nó chưa có cái hiện tượng mở ốc hay tháo rỡ nhá, ốc cabo chưa có cái hiện tượng là mở ốc hay tháo rỡ ở trên cái phần cabo, kể cả bên lái này cũng như bên phụ. Thì những cái bụi màu theo thời gian này thì không tránh khỏi rồi, không thể tránh khỏi. Và xuống đến đây các bác nhìn những cái phần logo các thứ này, gần chìm gần nổi và logo các thứ đây. Đấy, nó đẹp luôn nhá, gần chìm gần nổi và logo các thứ đây, nó đẹp luôn, được chưa? Đây này. Đấy, nhìn chung một chiếc xe gia đình thì như này là quá ok để chúng ta đi vu rồi. Và như vậy thì em đã review xong cho chúng ta một chiếc Hyundai i10 bản đủ số sàn đời 2016, dung tích động cơ 1.2 4 máy, chạy rất là khỏe, xe thì được nhập khẩu nguyên chiếc. Trong tầm tiền là 275 triệu là giá giao bán của cửa hàng bên em. Tuy nhiên thì giá chúng ta còn gọi về thương lượng giá cả nữa, kiểu gì cũng ra lộc cho chúng ta. Cái lộc rất là lớn và có thể cao cả xóm luôn. Nhá. Bác nào quan tâm alo cho em luôn qua số hotline 0855 966 966. Hoặc mọi người có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Long Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận và đánh giá về chất lượng mà chiếc i10 của em mang lại. Ngoài ra với những anh chị em ở xa thì có nhu cầu ship xe thì em có ship xe cho chúng ta trên mọi miền Tổ quốc nha. Ship xe đến tận nhà luôn, từ đầu Tổ quốc đến cuối Tổ quốc. Được chưa? Còn bây giờ thì xin phép quý anh chị em là em kết thúc cái video giới thiệu về chiếc Hyundai i10 này thôi. Và hẹn gặp lại quý anh chị em ở những cái video tiếp theo. Đừng quên là đăng ký kênh YouTube này, follow fanpage Facebook và follow kênh TikTok để không bỏ lỡ bỏ qua những cái video chi tiết mà
từng chiếc xe một em cập nhật liên tục về tới chợ. Xin chào và hẹn gặp lại.